ngày 5 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Thị Thu Hoài, sinh năm 1988, trú xã Bê Ha Lê, huyện Tây Giang, và Lưu Phúc Chiến, sinh năm 1990, trú xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi mua bán các loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Trước đó, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 3 tháng 10, Công an huyện đã đột xuất kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang bà Võ Thị Thu Hoài và ông Lưu Phúc Chiến đang mua bán trái phép động vật hoang dã tại nhà bà Hoài, thuộc thôn A Dứt, xã Bê Ha Lê. Tang vật bị tạm giữ gồm một cá thể rùa còn sống, nặng 0,2 kg, nghi là loài rùa hộp tráng vàng miền Trung. Một cá thể rùa còn sống, nặng 0,75 kg, nghi là loài rùa sa nhân. Hai cá thể chồn còn sống, nặng 1,8 kg, nghi là loài chồn hương. Sáng ngày 5 tháng 10, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nhóm đối tượng dùng súng bắn hai công nhân vệ sinh môi trường vào rạng sáng cùng ngày. Theo đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 10, chị Lê Thị Minh Khải và Võ Thị Lưu, công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, đang làm việc trên đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, thì bất ngờ bị nhóm thanh niên lao vào đánh. Một thanh niên đã dùng súng bắn, khiến hai công nhân này bị thương, mất nhiều máu. Sau đó, nhóm thanh niên rời đi. Người dân hỗ trợ đưa hai công nhân vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả cho thấy cả hai đều có đạn trong đùi và bắp chân. Đại diện công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng trích xuất camera khu vực đường Phạm Văn Đồng, truy tìm đối tượng, làm rõ vụ việc. Đồng thời công ty cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ động viên hai công nhân trên. Sáng ngày 5 tháng 10, thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, mẫu bệnh phẩm của hai trẻ em bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh trong bữa tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights, thành phố Thủ Đức, có sự hiện diện của vi khuẩn Salmonella SBB. Theo đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc họp khẩn với các chuyên gia y tế nhiều kinh nghiệm, với kinh nghiệm hàng chục năm trong công tác cấp cứu ngộ độc hàng loạt ở trẻ em. Bác sĩ Bạch Văn Cam, cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, nếu các triệu chứng xuất hiện muộn, thường do cơ thể bị nhiễm khuẩn do tác nhân Salmonella SBB gây ra. Vi khuẩn Salmonella SBB có thể gây nhiễm trùng nặng và nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ em hoặc người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch kém. Nếu không bù điện giải và điều trị kịp thời, có thể gây ra nhiều biến chứng. Trước đó, chiều tối ngày 29 tháng 9, chung cư Palm Heights, phường An Phú, thành phố Thủ Đức tổ chức vui Tết Trung Thu cho con em của cư dân và nhân viên phục vụ tại đây. Sau khi ăn bánh su kem, một số trẻ đã bị đau bụng, nôn ói, sốt, đi ngoài nhiều lần. Trong đó, một bé gái 6 tuổi đã tử vong. Sáng ngày 5 tháng 10, gia đình ông Võ Tê, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã nhận được quyết định bồi thường oan sai từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Theo đó, ông Võ Tê và người thân được bồi thường hơn 1,9 tỷ đồng. Số tiền này bao gồm thu nhập thực tế bị mất, tiền giảm sút sức khỏe, tổn thất tinh thần của người bị oan sai và cấp dưỡng nuôi các con khôn lớn trong thời gian ông Võ Tê bị khởi tố, bắt tạm giam oan. Ông Võ Tê đã mất là người bị khởi tố và bắt giam oan sai trong vụ án giết người xảy ra tại huyện Hàm Tân. Sau hơn 40 năm vụ án xảy ra, cơ quan chức năng mới tìm ra hung thủ thực sự và ông Võ Tê đã được minh oan. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 năm 1980, tại thôn 3 xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải, nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, một người phụ nữ sinh năm 1954 được phát hiện tử vong trong một khu rẫy. Tài sản bị cướp là 1,6 lượng vàng. Ngày 1 tháng 8 năm 1980, Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án giết người cướp của và bắt tạm giam ông Võ Tê, sinh năm 1932, ngụ thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các tài liệu chứng cứ thu thập được, không đủ cơ sở buộc tội ông Võ Tê phạm tội giết người cướp của. Sau khi bị tạm giam 5 tháng, ngày 30 tháng 12 năm 1980, ông Võ Tê được Công an tỉnh Thuận Hải ra quyết định tạm tha. Ông trở về nhà và qua đời ngày 31 tháng 8 năm 1994. 41 năm sau, ngày 16 tháng 11 năm 2021,
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận có quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với vụ án giết người cướp tài sản nói trên. Kết quả điều tra lần này xác định Trương Đình Chi, tức Mười Chi, còn có tên khác là Trương Đình Khôi hay Lê Minh Sơn, sinh năm 1956, ngụ thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, là người thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản của nạn nhân. Sáng ngày 5 tháng 10, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực đã tìm thấy thi thể bé trai, sinh năm 2019, trú thôn Trung Sơn, tại khu vực dưới dòng lạch cống Đá Bạc, thuộc thôn Đại Đồng, xã Cương Giáng, khả năng do bị đuối nước. Cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3 tháng 10, bé trai đi cùng ông nội đến nhà người thân ở thôn Đại Đồng, xã Cương Giáng. Tại đây, bé ra chơi một mình ngoài cổng nhà, sau đó mất tích. Tối ngày 4 tháng 10, đội tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh lập chốt tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh. Khoảng 20 giờ 30 phút, một người đàn ông chạy xe máy qua ngã tư Hàng Xanh có dấu hiệu loạng choạng nên cảnh sát giao thông ra hiệu dừng để kiểm tra. Khi bị dừng xe, người đàn ông không cho cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Người này nói giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe bị cảnh sát giao thông ở khu vực giữ và hiện tại không có giấy tờ gì. Lực lượng cảnh sát giao thông đã giải thích và yêu cầu ông này đo nồng độ cồn, nhưng người này vẫn không chấp hành. Một lúc sau, người đàn ông nói là đã uống rượu bia và xin lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi này, nhưng không được đồng ý. Bất ngờ, người đàn ông lớn tiếng chửi bới và đập xe mình ngã xuống đường. Tiếp đó, người này dùng một cây bút thử điện, rạch xe mình, nhưng cảnh sát giao thông can ngăn. Người đàn ông tiếp tục chửi bới rồi đi bộ qua đường, bỏ lại xe máy. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh được quán triệt phải xử lý nghiêm đối với tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đối với các trường hợp phát hiện người lái xe vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, thì cảnh sát giao thông sẽ ghi nhận các loại giấy tờ có liên quan, xác minh, gửi thông báo vi phạm đến cơ quan công tác để tổ chức kiểm điểm và xử lý theo quy định.